Đây là đường chạy xe đạp ở Moab. Đẹp không? Đây là đường xe đạp, còn đường bên này là đường xe à nha. Rồi, mời anh em theo mình coi cái tour ở Canyon. Rồi, coi đường xe đạp là đã không? It's so pretty. Quá là đẹp luôn. Con sông này tạo ra bao nhiêu cái canyon là thung lũng đá đây. Hàng triệu triệu năm mà nó mòi nó móc. Cái Grand Canyon ở Arizona là cũng con sông này tạo ra. Nó chạy hàng ngàn, hàng cả ngàn cây số á. Nó chạy tới đâu nó móc núi tới đó. Ôi nó đẹp làm sao. Đường như vậy mà mình không đi hưởng thụ thì còn chờ cái gì nữa. Chỉ có xe đạp mới hưởng thụ được như vậy thôi. Quá đã anh em ơi. Cả gia đình ra chạy xe đạp. Đường này mà chạy suốt cả ngày cũng không biết mệt. Đây dọc theo đường xa lộ. Như mình nói đó, trong này là đường xe đạp, ngoài đó là xa lộ. Nơi đây là nơi cắm trại. Những cái người ta vô đây cắm trại mùa này ít, còn mùa kia hả, mùa hè hả, không có chỗ luôn. Mà với cái hệ thống là first come first serve, là ai tới trước xài trước. Trả tiền cũng volunteer. Có cái hộp thơ ở đằng kia, mình vô mình tự động trả tiền, mình tự động lấy chỗ cắm trại, hoặc là mình mua đặt trước ở trên online. Tuyệt vời luôn. Cắm trại đây, những người mà thích đi xe, thích chơi núi, trò những trò chơi trên núi, trò chơi trên núi là chỗ này chỉ có thua cò thôi. Trên đó nhìn giống như con sư tử đang đứng canh mồi vậy đó, đang đứng chống chân lên mỏm đá. Ôi, đường xe đạp đẹp quá, là đẹp. Ôi, đã chưa các bạn? Ước mơ gì ha? Mình muốn các bạn xe đạp núi, xe đạp lang thang, xe đạp khắp nơi, đi những con đường này. Rồi sẽ có ngày các bạn sẽ qua được đây. Trong những bạn sẽ có người qua tới đây. Ôi, nó quá đẹp. It's beautiful. It's like 4 more miles. Wow. That way. I need to take a picture of that. How about you and me? Beep 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 on the left. Beep 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 beep. It's so nice. It's unbelievable. You had to ride the bike or walk to enjoy it. We went to all the campsites. Oh. And we took pictures of the ones they like. Oh. That they'll try to get. You know, like we got smart with Jolly Rogers. Uh-huh. Yeah.